Chuyên nghiệp thế à bà ơi. Xin chào mọi người. Đã quay trở lại với X Channel và chúng mình là UT. Hôm nay sẽ là một số khá là đặc biệt. Và mình sẽ so sánh hai loại Oreo. Một loại Oreo truyền thống và loại đặc biệt hơn, đó chính là Oreo Blackpink. In your area. Em nhảy một bài tất biết. Em không biết nhảy, em có bài gì nhỉ? Cái bài gì? Chiêu, mày có thể dạy nhảy mày hỏi tao. Ui, nhưng em phải dạy nhảy K-pop đâu. Giới thiệu qua một chút về phiên bản Blackpink Oreo thì đây là một sự collab của Blackpink với Oreo để cho ra mắt một phiên bản bánh vô cùng dễ thương. Và trong này có gì thì bây giờ chúng ta hãy cùng ăn bóc nha. Khui khui khui. Nhìn màu rất là đúng là chất Blackpink này, xong rồi cái vỏ nó cứ nghĩ thích thích. Chắc là ở trong có nhiều. Wow. Nó còn có một cái hộp bên trong nữa cơ các bạn ạ. Và nó cũng mang đúng màu Oreo. Tăng tăng. Đây là ai ơi? Nhìn nè. Đây là mẹ của chúng mình đang rất là thèm thuồng. Ghen tị chưa hiểu. Có một thẻ thế à? Một điều đặc biệt ở trong hộp Oreo này là mỗi một gói, một hộp Oreo này sẽ được tặng một thẻ cạc bo góc. Đây là rồi, đủ của 4 thành viên luôn này. Thế mình xịn lắm, tức là mình có may mắn đấy chứ. Ừ đúng rồi. Chứ mình bình thường là hình như em thấy các phiên bản khác là chỉ có card bo góc của từng thành viên hay sao ấy. Bắt đầu mình tưởng tượng thì mình nghĩ là nó sẽ là phiên bản kiểu nhựa cứng ấy. À đúng rồi. Thực ra đây không là giấy mà nó như một cái tờ bìa cắt tông ấy. Nó giống như kiểu hồi trước mình ăn bim bim nhưng mà nó cho mình một cái thẻ. Ở bìa ảnh siêu nhân á. Bố chị đang cầm 4 chiếc bánh Oreo nhưng mà tôi để ý là chị này thì cầm bánh đen này, còn đâu ba chị này là cầm bánh hồng, là cái bánh mà chúng tôi sắp ăn. Đây chị có thể kể tên được 4 thành viên đấy không chị? Giới thiệu qua một chút về các thành viên của Blackpink nha, tại vì các em mình cũng chưa biết ấy. Quả là vậy. Khi đầu tiên mặc áo xanh này chính là Lisa nha các em. À không phải bài nào. Tập trung nào, ok thì nó một lần thôi. Monapa Lisa đúng không? Đúng vậy. Người thứ hai nha. Đây chị biết là sao. Jenny nha. Jenny à, chị chỉ. Đúng rồi. Chị chỉ mông lung nha. Thứ ba là Rosé nha, ok. Rosé. Đấy. Xinh. Biết về sự ảnh hưởng của cái nhóm nhạc này và nói chung là cũng khá là ngưỡng mộ về những gì mà họ đã làm được. Ok, bây giờ bọn mình sẽ để ảnh của 4 idol các bạn ở đây nha. Ok. Bây giờ bọn mình sẽ bóc những chiếc bánh Oreo Blackpink này ra nha. Ok. Sau này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 gói tất cả. Và trong mỗi gói thì chúng ta lại có 3 bánh. Ôi, và em để ý là từng cái gói sẽ có chữ ký của từng thành viên ở trên cái packaging luôn đấy. Ồ. Đưa đây á. Xin bỏ à. Camera mẹ của chúng mình là một fan cuồng nhiệt của Blackpink các bạn ạ. Đây là các bạn, cái bài đang xin vỏ bánh tại vì đây có chữ ký của các thành viên ở trên này. Jenny này. Ủa, chữ ký của họ đẹp quá. Có lẽ chúng mình phải tập ký cho đẹp để trở nên nổi tiếng thôi. Trong một hộp 6 gói này mình mua với giá là 200.000 đồng của một bạn seller Việt Nam. 200 chia cho 6 bao nhiêu? 6 3 18. Vậy có nghĩa là hơn 10.000 một miếng bánh này. Wow. Ôi chị tính toán kinh lên. Quick mát à. Ăn thử xem là nó có xứng đáng cái giá 10.000 okay. không. Và chúng tôi sẽ không bóc luôn, chúng tôi chỉ bóc một gói thôi đã. Ba người cũng hưởng bánh. Riêng về cái phần bao bì là tôi thấy rất đẹp, rất ấn tượng rồi. Trước khi quay chị em bọn tôi đã đoán là không biết đây là vị gì. Có thể là vị dâu và vị sô-cô-la kết hợp. Thì bây giờ mở ra để xem có đúng như thế không. Em nghĩ là vỏ hồng ấy và nhân là nhân sô-cô-la. Chắc là vị dâu sữa ha. Chuyên nghiệp thế à bà ơi. Bây giờ mình bóc thử một gói Oreo nguyên bản ra xem nào. Để nó xem nó khác gì nhau nha. Tôi yêu Oreo nguyên bản. Ơ một gói này Oreo nguyên bản là bao nhiêu tiền đấy? 69.000 bốn gói. Ờ thế thì rẻ hơn đúng không? Ừ chắc chắn. Về size thì chúng mình cảm thấy là hai loại bánh Oreo nguyên bản và Blackpink thì size nó cũng tương đương nhau. Không Oreo to. Blackpink bé hơn một chút xíu. Ờ bé một tí. Nếu mà về mùi vị thì cái này có em thấy thoang thoảng một cái mùi thanh thanh của hoa quả như kiểu dâu. Không. Original thì đậm vị sô cô la hơn. Cái này thì mình đã không ngửi thấy mùi dâu mà mình ngửi thấy mùi bánh quy thông thường thôi. Bánh quy thông thường á? Còn bên này thì lại ngửi mùi đặc của sô cô la. Sao em thấy mùi hơi thanh thanh của một cái vị hoa quả gì đấy? Có xoay bánh đến kem không ạ? Không. À. Đấy là công thức ăn nấu phẩm nhất mình thấy mọi người ạ. Này nha, vì cái công thức đấy mà cái này nó nổi tiếng như thế đấy. Tại vì trước khi... Đấy, đấy là một cái thành công trong cái quảng cáo của người ta. Mình thấy ai ăn cái kiểu đấy là cái kiểu không được ngon cho lắm. Tại vì rõ ràng là bánh quy chấm sữa chả có gì. Nó
bỏ vỏ bánh em thấy ngon nha. Phần cookie thấy ngon. Nó không có vị dâu gì cả, nó chỉ đơn giản là vỏ bánh màu hồng thôi. Thấy vỏ ngon mà. Ờ, vỏ giống hệt bánh quy bình thường. Không hẳn là sô-cô-la, nó chỉ là nước kem màu đen ấy. Có lẽ đây là vị Black Pink thật chị ạ. Người ta rất trung thành với cả tên sản phẩm Black Pink. Và kem công nhận là kem rất là đen nha, không phải màu sô-cô-la luôn. Mà kem màu Black luôn đấy mọi người. Vua review. Đây, mình có phiên bản Oreo chocolate đây. Bây giờ mình sẽ bóc ra ăn thử xem là cái chocolate ở trong này có giống với chocolate ở cái bánh Black okay. Pink nha. Chocolate ở trong đây thì cảm giác là chocolate green. Nó là màu rồi. Màu nâu luôn mà. Cây ngọt hơn. Em còn bẻ ai mà mình nhé, cho đỡ hết rồi. Sao? Ăn thấy khác biệt ngay á. Khác mà cái này em thấy ngọt hơn, mẹ đậm sô-cô-la hơn. Ngọt và ăn cảm giác nó ngọt kiểu ngọt đường á mọi người. Ừ. Nó không chất lượng như cái Oreo Blackpink này. Mặc dù cái Oreo Blackpink này nó không có cái vị gì đặc biệt quá. Ừ. Nhưng ăn lại cảm giác khá là ấn tượng nhá. Nó rất là dễ ăn, nhịn dễ trôi. Còn đây em thấy vị ngọt sắc. Nó hơi luôn. Nó hơi ngọt đường đúng không? Nói chung là người so sánh hai vị thôi thì em lại thấy sinh vị Blackpink hơn. Mọi người bản nha. Ăn lại nguyên bản xem. Rất lâu rồi không ăn Oreo. Em thấy ăn vị nguyên bản giống vị này hơn. Đúng không? Vẫn rất là ngọt đấy. Đó. Ừ, cái này nó đỡ ngọt hơn hai cái này. Còn cái phần vỏ nó chị nhớ, cái vỏ của phần Oreo Blackpink thì nó giòn, nó xốp hơn. Ừ. Còn ăn ở cái Oreo vị thường này thì nó hơi mềm và nó không có cái sự xốp của cái phần bánh á. Đúng rồi, so sánh về giá rồi cũng khác của. Sau khi ăn một lượt Oreo, bây giờ mình sẽ ăn lại cái phần Oreo Blackpink xem là nó có ngon như cái lúc miếng đầu tiệm mình ăn không. Ok. Đấy, cầm cái miếng bánh nó cũng cảm giác quá khô và nó cứng hơn. Sao mà Dư có thể tách ra một cách xoay bánh. Xoay bánh thì mình bỏ bước đếm kem với cả chấm sữa đi, mình chỉ thường có mùi sô cô la nha. Em không thấy ấy. Có em ăn riêng cái sô cô la không? Anh cái vỏ nó hẳn ha. Thành hơi mà nó không bị ngọt, cái kiểu đường hóa học ấy. Mà nó giòn nó xốp xốp ạ. Em thấy kiểu kể cả cái vỏ này ăn không cũng ngon ấy, không cần thiết phải ăn với nhân cũng đã ngon rồi. Cái vỏ của Oreo Blackpink nó còn hơi có chút mặn mặn để cảm giác đỡ bị ngấy. Cần bằng vị đúng không? Hoặc là em không biết nữa, nhưng mà có vẻ là các loại Oreo bán ở nước ngoài thường sẽ ngon hơn các loại bán ở Việt Nam đúng không? Đây cũng là made in Indonesia. Chắc cũng một phần là nó đã ngon hơn cái bánh bình thường ở Việt Nam rồi. Chắc là làm theo sở thích của nhu cầu thị hiếu của người Việt Nam thôi. Trẻ con thích ăn ngọt. Tại vì cái cảm giác mà hồi bé mà em ăn cái này nó cũng khác bây giờ. Hồi bé em ăn nghe tằng tằng luôn, kể cả nó ngọt như bây giờ em vẫn ăn tằng tằng. Thực ra ngày hôm nay bọn mình chỉ so sánh hai loại Oreo Blackpink và Oreo phiên bản thường ở Việt Nam bán để mọi người dễ hình dung là cái hương vị nó như thế nào. Còn mình cũng đã từng ăn thử rất nhiều cái vị Oreo mà kiểu đặc biệt. Ví dụ thì mà mua đồ nước ngoài họ tặng kèm hay gì đấy ấy, thì ăn được rất nhiều vị Oreo còn ngon hơn thế này cơ. Đặc biệt hơn cái phiên bản Blackpink cơ. Nhưng mà đấy là mình chỉ so sánh với vị thường để mọi người dễ hình dung thôi. Chứ còn để mà nói là nó có ngon thật, nó có đặc biệt thật. Thế nhưng mà với mức giá là 200.000 đồng một cái bánh, một gói này. Bạn nào là fan của Blackpink thì sẽ thấy rất là hào hứng và mong muốn được sở hữu nó. Bởi vì có rất là nhiều những món đồ liên quan đến Blackpink nó còn đắt đỏ hơn rất nhiều cơ. Mọi người cũng kiểu rất là đầu tư ấy. Đúng rồi. Còn trên cương vị là một người ăn bánh thông thường thì mình thấy nó đúng là rất đắt. Chỉ dành cho người chơi thôi. Ừ, dân chơi. Dành cho người muốn thưởng thức bánh thông thường ấy. Cũng là với fan thì họ sẵn sàng bỏ ra. Đúng rồi, để bỏ tiền ra để trải nghiệm. Ok. Mà mọi người biết không, mình ở trên mạng bán ý, một gói này là 200.000. Thế nhưng mà riêng cái ảnh Blackpink này thôi nha, là bán với giá 150.000. Ôi trời ơi. Còn chứng tỏ là cái phần bánh này chỉ xứng đáng 50.000 thôi. Một pha phân tích cũng đi vào lòng người đấy. Thì em thấy cái văn hóa gọi là đu thần tượng ấy, thì quan trọng là nó là cái original nhất, là mình mua được cái phiên bản này, chứ không phải là mình có thể mua ở đâu khác nên đàn mới đắt như thế. Thế thì bây giờ mình sẽ ra bán cái tấm thẻ này với giá là 120.000. Báo cho Hiếu này chị. Nếu mà không ai có nhu cầu thì vậy thôi, chị discount cho em vì là bạn bè đồng nghiệp thì còn 100.000. 100.000 giá cuối rồi đấy. Thì nó tự mất chị ạ. Quay ngắn đấy. Từ đã nhìn thấy. Biết là chị cố tình. Hôm nay giống chị nhỉ. Chị điêu đấy. Xong rồi đây là chấm sơn cực kỳ. Rồi em
chị ơi chị nhanh lên. Chị ơi sao chị câu rồi. UT phiên bản premium, UT Plus 4 thành viên đấy. Thôi thì mình wrap up nhanh một chút nha. Thì cảm giác mọi người cũng có một suy nghĩ giống nhau là Oreo Blackpink ngon, khá là ấn tượng với vị thanh và không bị ngọt quá như các phiên bản Oreo ở Việt Nam. Giống như bé chấm điểm ấy. Chấm điểm nhan sắc nha, 10 trên 10 nha. Yeah. Chấm điểm ngon của bánh thì 8 trên 10. Đấy là em cao ấy ạ, 7 trên 10. Ừ, cũng tầm đấy thôi, cũng không quá ngon lắm. Kiểu đến mức cầm đồ thì chưa. Fan của UT và fan của Blackpink thì có thể liên hệ bọn mình và mình sẽ tặng các bạn một gói bánh nha. Chắc không ạ? Dạ, chị nói thật. Chị chắc không ạ? Chị có nếu nhớ... như các em không ăn. Thôi nếu mà theo lời của chị Huyền như vậy thì mình đang nghĩ có một ý tưởng là bây giờ khi mà clip này lên này, bạn nào comment đầu tiên thì sẽ được tặng. Nhưng mà phải comment tâm huyết một tí. Ờ được, thì mình tặng các bạn một gói bánh này. Còn cái này thì mình không chắc, tại vì thằng Hiếu nó cứ lè mẹ đấy. Các bạn hãy comment gọi là cái ấn tượng của các bạn với UT trong cái năm vừa qua. Đó. Được, rewind 2022. Thì mình có mấy mình gói. Mình sẽ gửi cho các bạn một gói bánh này. Mình có mấy gói tất cả? 4 gói. Mình có 4 gói thì 4 bạn comment đầu tiên nhá. 4 gói. Thì bọn mình sẽ gửi đến tận tay cho các bạn. Ok, thế thì các bạn nhớ nhá, nhớ comment được. Hoặc là bạn nào đã ăn rồi thì cho chúng mình biết cảm nghĩ nhá. Yeah, còn bây giờ chào tạm biệt. Liên phát.